Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam, trận binh chủng thông tin than Quảng Ninh tứ kết giải vô địch quốc gia 2023. Thưa quý vị, trận đấu tứ kết cuối cùng ở nội dung nữ giữa binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước và than Quảng Ninh đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng các cô gái Quảng Ninh lại khởi đầu trận đấu bằng thế trận lấn lướt đối thủ. Tuy nhiên họ cũng phung phí nhiều cơ hội và để cho thông tin gỡ hòa. Sau đó, đội bóng áo lính đã vượt lên ở những thời điểm quan trọng để thắng 25-23. Kịch bản này tiếp tục được lặp lại trong set đấu thứ hai. Quảng Ninh vẫn có khởi đầu tốt hơn nhưng rồi cuối cùng thông tin mới là đội bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 25-22. Bước vào set đấu thứ ba, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định đưa Lê Thị Hồng vào sân. Và đây là một quyết định vô cùng chính xác bởi Lê Thị Hồng bất ngờ thi đấu bùng nổ và ghi những điểm số liên tiếp giúp đội bóng đất mỏ có được set thắng 25-19. Hai đội bước vào set 4 với sự thận trọng, với những tình huống ăn miếng trả miếng giằng co, nhưng rồi bằng bản lĩnh của mình Kiều Trinh và Nguyệt Anh đã giúp thông tin giành chiến thắng kịch tính 27-25. Chung cuộc, binh chủng thông tin giành thắng lợi 3-1 và bước vào bán kết, đối thủ của họ là Hóa Chất Đức Giang.